Thưa quý vị, với truyền thống hiếu nghĩa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, ngày lễ Vu Lan của Đạo Phật đã hòa quyện với triết lý tục thờ cúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, hình thành lễ hội Vu Lan báo hiếu. Đối với những trẻ em mồ côi, mùa Vu Lan cũng là mùa nhớ nhung, hoài niệm, là nỗi khát khao được cài lên ngực bông hồng đỏ như những bạn còn cha, còn mẹ khác. Đang ở độ tuổi vô tư hồn nhiên, nhưng em Lê Thị Bảo Ngọc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, đã phải trải qua nỗi đau mất đi người cha yêu quý. Từ ngày cha mất, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai của mẹ, nên mẹ phải để chị em Ngọc ở với bà. Một mình mẹ bươn chải nuôi ba chị em ăn học, nên cuộc sống càng bấp bênh, vất vả hơn. Đó là chưa kể đến trong hơn 2 năm qua, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng nhiều người. Hàng chục nghìn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Vì vậy, những người mẹ đỡ đầu luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón những đứa con bé bỏng của mình, với mong muốn xoa dịu đi phần nào những nỗi đau mà các con đang phải gánh chịu. Họ cũng là những người góp phần làm vơi bớt nỗi đau, niềm nhớ đối với sự mất mát của các trẻ em mồ côi, để các em mồ côi có thể được cài lên ngực bông hồng đỏ như những bạn trẻ khác. Chương trình là hết sức ý nghĩa và nhân văn. Ý nghĩa và nhân văn là bởi vì đối tượng hướng đến của cái chương trình đó là những cái trẻ em mồ côi, thì đối với thành phố Đà Nẵng đã tạo sự lan tỏa rất là lớn trong cả cái hệ thống chính trị. Qua đó để thấy được rằng là trong xã hội còn rất nhiều cái tấm lòng nhân ái, cái nghĩa cử tốt đẹp. Báo hiếu là việc làm mà chúng ta nên làm khi cha mẹ còn trên thế gian. Làm được gì để cha mẹ mỉm cười hạnh phúc thì ta nên làm ngay. Đừng đợi đến khi cha mẹ mất rồi mới tìm cách báo hiếu. Bởi vậy, trong quan niệm Phật giáo, lễ Vu Lan rằm tháng 7 hàng năm là ngày nhắc nhở những người con ghi nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục cao như trời bể của đấng sinh thành. Cho dù phải cài trên ngực bông hồng trắng, khi cha mẹ không còn, cũng phải khắc ghi trong lòng hai chữ tri ân. Con sẽ hứa là học giỏi để lớn lên kiếm công ăn việc làm nuôi nội. Một mùa Vu Lan nữa lại về, dịp lễ này luôn mang một điều đặc biệt. Ngoài khắc ghi công lao sinh thành, thì những người mẹ với công lao dưỡng dục cũng luôn được trân trọng và tri ân. Trân quý những người bên cạnh ta và trân quý khoảnh khắc khi còn cha mẹ kề bên là món quà đắt nhất mà mỗi chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm.